Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 2 tư dầu của em ạ à. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Ví dụ này em sẽ cập nhật về giá xe cho anh về dòng xe Suzuki Squid ạ Chiếc xe Suzuki Squid thì nó có một phiên bản Anh em nhá một phiên bản duy nhất đấy ạ à. Đó là bản cao cấp đấy ạ à. Vậy ví dụ này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe Tổng bánh chương trình khuyến mại Cho chiếc xe Suzuki Squid bản cao cấp để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ à. Ok xin phép đi vào vấn chính luôn ạ à. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe với giá miếc của chiếc xe này đang là 549 triệu ạ. À. Khi bảo dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt trong tháng 2 này thì làm em Nội thì đang là 601 triệu ạ. Còn trả góp em bỏ ra với giá đang là 197 triệu thôi ạ. À. Còn ở tỉnh thì đang là 572 triệu. Trả góp thì đang là 168 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 590 triệu. Trả góp thì đang là 186 triệu ạ. Còn em muốn giá tốt hơn hay là khuyến mại như thế nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết bài như nào thì anh ấy gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giáo đấy sẽ là tốt nhất trường nhầm nhá ở dưới phần mô tả em có một đường link đó chính là đường link về nhận báo giá anh em muốn gửi vì giá xe tổng bánh chương trình khuyến mại trả thẳng trả góp lãi suất ngày như nào thì anh em điền tin như là tên địa chỉ số điện thoại loại xe cân tâm hình thức trả thẳng trả góp để gửi lại thông tin chi tiết nhất cụ thể nhất và chính xác nhất cho nhà mạng và trong phần trả góp thì em đã tính vào cho anh em là anh em có thể vay được 80% giá trị của xe này Và thời gian vay có thể anh em vay đến 7 năm hoặc 8 năm đấy ạ Tùy vào các ngân hàng khác nhau nhá Và trong trả góp thì em có thể hỗ trợ cho em là tỉnh xa Hoặc anh em có thể lỡ xấu em có thể hỗ trợ cho anh em được đấy ạ Và trong phần trả góp thì em đã tính vào cho anh em đó chính là 1 năm bảo hiểm thân vỏ anh em nhá Bởi vì là trả góp thì bắt buộc là phải mua tối thiểu một năm Thì em tính với anh em một năm bảo hiểm thân vỏ đấy ạ còn trong phần chặt trả thẳng thì em chưa tính vào đâu ạ. Bởi vì trả thẳng nó là bảo hiểm tự nguyện anh em nhá. Ok, vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Suzuki Swift bản cao cấp rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy video này xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé, Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Suzuki cũng như các xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như là rất nhiều xe trên trường Việt Nam để cho anh em sơ lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng nó bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. À chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe cảm ơn anh em đã xem video này các bạn ạ